Kính chào các đồng chí, quý vị và các bạn. Không còn bao lâu nữa là bước sang năm mới 2024. Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương xin kính chúc các đồng chí, quý vị và các bạn một năm mới bình an, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Mở đầu chương trình An ninh Bình Dương kỳ này, mời các đồng chí, quý vị và các bạn theo dõi phần tin với những tin chính như sau. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Thưởng 20 triệu đồng cho các đơn vị kịp thời giải cứu giám đốc người nước ngoài bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Ngày 27 tháng 12, Công an tỉnh Bình Dương đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, góp phần bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị. Theo kế hoạch, Công an các đơn vị địa phương căn cứ tình hình thực tế để triển khai thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền, quản lý và phòng ngừa đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, thường xuyên tổ chức tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng, phong phú đến các tầng lớp nhân dân, nhất là vận động người dân tự nguyện giao nộp và chủ động tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Bên cạnh đó, Công an các đơn vị địa phương nắm chắc địa bàn, đối tượng, chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, xác lập chuyên án đấu tranh quyết liệt với các băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Dịp này, lãnh đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức ký cam kết thực hiện công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về pháo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Ghi nhận thành tích xuất sắc của các đơn vị giải cứu thành công một người nước ngoài bị nhóm đối tượng bắt cóc giam giữ tống tiền, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh đã biểu dương thưởng nóng 20 triệu đồng cho các lực lượng. Tại buổi lễ trao thưởng, Đại tá Trần Văn Chính đã biểu dương thành tích của các lực lượng, cảnh sát hình sự, kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự và công an thành phố Thủ Dầu Một đã phối hợp thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua đó góp phần kịp thời giải cứu thành công, bảo đảm an toàn tuyệt đối tính mạng, tài sản của người bị bắt cóc. Theo điều tra, để có tiền tiêu xài, đối tượng Chao Xin, sinh năm 1985, quốc tịch Trung Quốc, cùng các đối tượng Dương Thúy Ái, sinh năm 1994, quê tỉnh An Giang, Trần Phan Vũ Thanh, sinh năm 1989, quê tỉnh Kiên Giang, Nguyễn Khánh Vĩ, sinh năm 2004, quê tỉnh Kiên Giang, đã bàn với nhau tìm kiếm người nước ngoài đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh Bình Dương để bắt cóc và đòi tiền chuộc. Khoảng 0 giờ ngày 21 tháng 12, các đối tượng đã theo dõi theo xe ô tô của một giám đốc công ty nội thất người Trung Quốc, rồi dùng hung khí khống chế đưa về một nhà xưởng thuộc khu phố 5, phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một để giam giữ, đồng thời gọi điện thoại cho người nhà của nạn nhân để yêu cầu đòi 4,5 tỷ đồng tiền chuộc. Với tinh thần quyết tâm cao, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Chỉ trong thời gian ngắn sau khi tiếp nhận vụ việc đã nhanh chóng xác định vị trí, tổ chức bắt giữ được các đối tượng và giải cứu thành công, an toàn cho bị hại, đồng thời thu giữ số tiền 4,5 tỷ đồng, 3 xe ô tô và một số tang vật khác. Ngày 26 tháng 12, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý đối tượng Nguyễn Sĩ Hiếu, sinh năm 1995, nơi thường trú huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, về Bình Dương để điều tra làm rõ về hành vi giết người. Theo điều tra ban đầu, chị LTKD, sinh năm 2005, nơi thường trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, và đối tượng Hiếu có quan hệ tình cảm. Nhưng đến khoảng tháng 12 năm 2023, thì cả hai xảy ra mâu thuẫn, nên chị giờ chuyển về một nhà trọ khác trên địa bàn khu phố 6, phường Vĩnh Tân, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, để tránh mặt Hiếu. Sau nhiều lần tìm chị giờ để nói chuyện, níu kéo tình cảm nhưng không được, đến khoảng 21 giờ ngày 23 tháng 12, khi thấy chị giờ đi làm về, Hiếu đuổi theo dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị giờ, sau đó lấy một điện thoại di động của chị giờ và bỏ trốn khỏi hiện trường. Chị giờ được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Sĩ Hiếu bắt xe khách bỏ trốn về quê. Khi đến địa bàn tỉnh Bình Thuận thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.
thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, Phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiểm tra phát hiện nhiều lô hàng hóa tại ga Sóng Thần, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương có dấu hiệu nghi vấn hàng hóa nhập lậu. Qua nắm tình hình và kiểm tra thực tế tại các toa tàu hàng tại ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, lực lượng công an liên tục phát hiện 4 vụ việc vận chuyển hàng hóa là đồ điện tử, thuốc tây, đồ gia dụng, rượu ngoại, đồ trang điểm, máy phun sơn, máy xay đa năng, đèn năng lượng mặt trời, quần áo chưa qua sử dụng do nước ngoài sản xuất. Qua làm việc ban đầu được biết, số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất được vận chuyển từ ga Hà Nội vào ga Sóng Thần, sau đó vận chuyển cho khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và hàng hóa chưa được dán tem nhãn phụ bằng tiếng Việt theo đúng quy định. Đoàn kiểm tra tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa nêu trên để xác minh xử lý theo quy định, ước tính tổng giá trị hàng hóa khoảng 895 triệu đồng. Thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Câu lạc bộ Sĩ quan Công an hưu trí tỉnh Bình Dương được thành lập nhằm góp phần bồi dưỡng và phát huy tinh thần trung với đảng, hiếu với dân của cán bộ cốt cán nay đã nghỉ hưu, duy trì mối liên hệ gắn bó giữa lực lượng công an và tình thân ái với cán bộ nghỉ hưu, động viên khích lệ hội viên tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội, các phong trào quần chúng ở cơ sở, góp phần quan trọng cho công tác xây dựng lực lượng công an Bình Dương vững bước trên con đường đi tới. Tham gia sinh hoạt câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tỉnh Bình Dương có trên 270 hội viên, bao gồm các đồng chí có cấp hàm thiếu tướng, đại tá, lãnh đạo giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương trở lên nghỉ hưu, kể cả các đồng chí công tác tại công an tỉnh Bình Dương. Các đồng chí công tác tại các đơn vị trực thuộc bộ hoặc công an tỉnh thành khác nghỉ hưu, cư trú, sinh sống trên địa bàn tỉnh Bình Dương và các đồng chí là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh C4. Đã thành truyền thống tốt đẹp, hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4 và kỷ niệm ngày thành lập lực lượng an ninh C4, câu lạc bộ đã tổ chức họp mặt hội viên tại khu tưởng niệm căn cứ Bầu Gốc thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên hoặc tổ chức cho hội viên đi tham quan các khu căn cứ, di tích cách mạng. Các chuyến đi tham quan, dã ngoại đều bảo đảm tuyệt đối an toàn, tạo điều kiện cho hội viên được học hỏi, giao lưu, gắn kết. Ban chủ nhiệm sinh hoạt mỗi quý một lần để đánh giá tình hình, đề ra phương hướng hoạt động và nắm bắt thông tin trong và ngoài nước, tình hình và kết quả các mặt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng của công an tỉnh. Theo quy định thì câu lạc bộ tổ chức ở tỉnh, thành chỉ bao gồm các đồng chí sĩ quan có cấp bậc hàm đại tá trở lên. Nhưng được sự đồng ý của ban giám đốc công an tỉnh, câu lạc bộ đã mở rộng thành phần đến các đồng chí lãnh đạo giữ chức vụ phó trưởng phòng và tương đương trở lên nghỉ hưu và các đồng chí là cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng an ninh tỉnh Thủ Dầu Một, an ninh C4. Đồng thời triển khai xuống công an các huyện, thị xã, thành phố để thành lập câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí, tạo điều kiện cho tất cả các sĩ quan công an hưu trí trong tỉnh đều có nơi sinh hoạt. Hiện nay mình có như vậy là 10 cái ban liên lạc, tức là 9 ban của huyện, thị, thành phố và một cái ban của C4 tức là cái ban an ninh tỉnh Thủ Dầu Một ngày xưa, bây giờ nó là ngang với cấp công an tỉnh. Đấy, do vậy mà cái tổ chức hoạt động thì chúng tôi tổ chức nghe là khá là chu đáo. Trải qua quá trình thành lập, xây dựng và phát triển, câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí công an tỉnh đã có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, được các hội viên đồng tình hưởng ứng. Ban chủ nhiệm câu lạc bộ luôn tuân thủ sự chỉ đạo trực tiếp của ban giám đốc công an tỉnh, tranh thủ sự phối hợp giúp đỡ của các đơn vị địa phương công an toàn tỉnh. Do vậy, các hoạt động của câu lạc bộ triển khai thực hiện đều thuận lợi, đạt kết quả tốt. Tập thể ban chủ nhiệm luôn đoàn kết, nhất trí, làm việc nhiệt tình với tinh thần trách nhiệm cao. Đây là những tiền đề yếu tố tích cực để phát huy hơn nữa những tâm huyết, trí tuệ của từng hội viên và câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí nói riêng và thành công chung của công an tỉnh Bình Dương. Ngoài ra, ban chủ nhiệm thường xuyên giữ liên lạc với các đơn vị liên quan và ban liên lạc câu lạc bộ công an hưu trí các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh Bình Dương để trao đổi, rút kinh nghiệm nhằm bảo đảm hoạt động của câu lạc bộ có hiệu quả. Hội viên của câu lạc bộ luôn giữ lập trường tư tưởng vững vàng trước diễn biến phức tạp của tình hình trong nước và thế giới, tác động, tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, giữ vững phẩm chất, tư cách của người chiến sĩ công an
chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự nơi cư trú. Nhiều hội viên tham gia tích cực các hoạt động xã hội, được tín nhiệm bầu vào cấp ủy chi bộ, tổ trưởng, tổ phó dân phố, thôn xóm và các tổ chức xã hội khác như hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội chữ thập đỏ ở địa phương. Công tác tổ chức và hoạt động của câu lạc bộ trong thời gian qua vẫn chủ động linh hoạt duy trì chế độ sinh hoạt, thu hút được sự tham gia của toàn thể hội viên trong câu lạc bộ, tạo điều kiện cho hội viên câu lạc bộ tỉnh và ban liên lạc các huyện, thị, thành phố có điều kiện giao lưu, thăm hỏi, động viên nhau trong lúc khó khăn bệnh tật và giữ được cầu nối tốt giữa các cán bộ chiến sĩ đang công tác với cán bộ hưu trí. Trong nhiệm kỳ qua, ban chủ nhiệm câu lạc bộ luôn coi trọng hoạt động nghĩa tình đồng đội, đã chủ động và kịp thời thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, báo cáo đề xuất ban giám đốc công an tỉnh trợ cấp khó khăn, thăm hỏi hội viên là thương binh, gia đình liệt sĩ. Các hoạt động nghĩa tình trên đã góp phần động viên hội viên và gia đình thêm gắn bó tình cảm với câu lạc bộ. Nói đến sự phát triển của câu lạc bộ thì không thể không nhắc đến đóng góp của đại tá Mai Công Danh, nguyên phó giám đốc công an tỉnh Bình Dương, chủ nhiệm câu lạc bộ. Ngoài việc tâm huyết đưa câu lạc bộ ngày càng phát triển, đại tá Mai Công Danh đã để lại nhiều dấu ấn, đầy ý nghĩa nhân văn, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong đồng chí, đồng đội. Đồng chí cũng là một trong những người tiên phong trong việc phục dựng lại khu căn cứ Bào Gốc thuộc xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, là một trong những địa danh gắn liền với lịch sử, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của công an Bình Dương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Bào Gốc hôm nay đã có nhiều đổi thay. Dưới tán rừng xanh năm xưa là những hạng mục công trình mang nhiều ý nghĩa lịch sử và được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xếp hạng di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh cấp tỉnh năm 2017. Kể từ khi câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tỉnh Bình Dương được thành lập, ban giám đốc công an tỉnh luôn quan tâm theo dõi rất sâu sát, đã cử một đồng chí phó giám đốc công an tỉnh phụ trách xây dựng lực lượng, lãnh đạo các đơn vị có liên quan trực tiếp sinh hoạt cùng ban chủ nhiệm và câu lạc bộ để theo dõi, nắm bắt tình hình, trao đổi và kịp thời hỗ trợ giải quyết, tháo gỡ những vướng mắc khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động của ban chủ nhiệm và câu lạc bộ. Ngoài ra, câu lạc bộ còn được một số cá nhân tổ chức trong và ngoài ngành công an, các cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên và xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên rất nhiệt tình ủng hộ về vật chất và các điều kiện để câu lạc bộ hoạt động tốt trong nhiệm kỳ qua. Từ đó đã góp phần cho câu lạc bộ hoạt động được thuận lợi. Ở phương hướng hoạt động của hội nhiệm kỳ 2023-2028 như sau: là vận động thuyết phục hội viên tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân, tham gia tích cực phong trào quần chúng giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở và nơi địa bàn mình sinh sống, tham mưu cho đảng ủy, ban giám đốc công an tỉnh tăng cường giúp đỡ hỗ trợ hội hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích của hội cấp trên. 5. Kính đề nghị các ủy đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh Bình Dương chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho thành lập hội 4 cấp theo chủ trương của bộ đề ra. Mặc dù tuổi đã cao, song các bác, các cô, các chú và các anh chị vẫn mang trong mình bầu nhiệt huyết cách mạng, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, vận động gia đình, người thân và nhân dân nơi cư trú, chấp hành nghiêm chủ trương của đảng, pháp luật của nhà nước, là hạt nhân nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và các phong trào thi đua yêu nước khác tại cơ sở. Sau hơn 2 nhiệm kỳ, câu lạc bộ sĩ quan công an hưu trí tỉnh Bình Dương khép lại hoạt động để hình thành một tổ chức mới, hội cựu công an tỉnh Bình Dương ra đời. Phát huy kết quả đạt được với mô hình tổ chức mới, hội cựu công an nhân dân tỉnh Bình Dương sẽ đồng lòng chung sức vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Kính thưa các đồng chí, quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng chương trình An ninh Bình Dương tuần này đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các đồng chí, quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.